Xin chào các anh em. Để chuẩn bị sẵn sàng chào đón tựa game kế tiếp thuộc series The Dark Pictures, phần game Little Hope, hy vọng nhỏ nhoi. Hôm nay Maximon sẽ tóm tắt cho anh em cốt truyện về tựa game mở đầu của series, đó là Man of Medan. Đây là một tựa game kinh dị pha chút tông màu tâm linh, và dựa theo các lựa chọn khác nhau của người chơi, diễn biến và kết cục cũng sẽ hoàn toàn khác. Câu chuyện sau đây sẽ là phiên bản Maximon cảm thấy thỏa mãn nhất. Các anh em nào có trải nghiệm khác với video thì hãy chia sẻ comment bên dưới để thảo luận nhé. Giờ thì hãy bật phụ đề lên và cùng Maximon bắt đầu nào. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu trong bối cảnh sau chiến tranh thế giới thứ hai, tại một bến cảng tại Trung Quốc. Một chiến hạm của Mỹ đang cập bến tạm thời để thực hiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc hành trình trở về nước mẹ sau một thời gian dài ròng rã. Ở gần đó, hai chàng thủy thủ đang tận dụng hết thời gian còn lại để mặc sức nhậu nhẹt cho đã, trước khi quay về cuộc sống làm trâu làm ngựa trên thuyền. Trong khi anh chàng Charlie đang đùa cợt với một cô nàng Trung Hoa nảy nở bằng cách tỏ ra manly và thách thức một cỗ máy đấm bốc cổ xưa. Còn sự tò mò của Joe khiến anh chơi dại lần mò vào một căn phòng nhỏ của lão thầy bói. Khi đầu óc đang lâng lâng men rượu, anh đắn đo không biết phải hỏi về gia đình hay sự nghiệp của mình. Nhưng mặc cho anh có lựa chọn ra sao đi nữa, lão thầy bói chỉ báo cho anh một điều. Đó là cái chết được định sẵn của anh sẽ đến trong tương lai. Joe cảm thấy khá bực bội. Bói như vậy thì ta tự bói cũng được. Tuy nhiên lại bị bịp mất 25 cent. Tuy khó ở trong người, nhưng trong lòng chàng thủy thủ vẫn không khỏi băn khoăn với những lời lẽ hăm dọa lúc nãy của lão thầy bói. Chơi bời nhiều cũng chán. Hai anh chàng dự định sẽ lẳng lặng quay về buồng nghỉ của mình trên thuyền. Nhưng họ bị bắt lại bởi một trung sĩ. Do họ đã vi phạm vô số luật lệ của thủy quân, cả hai bị tống vào một buồng giam biệt lập. Nhưng nào đâu ngờ, sự cách ly đó lại giúp hai người họ sống sót lâu thêm một chút. Vài đêm sau, Joe thức giấc và phát hiện ra mọi thứ trên thuyền trở nên rất lạ. Bắt đầu từ việc phát hiện ra cái xác chết của một ông bác sĩ tự nhốt mình bên trong tủ kính, Joe nâng cao cảnh giác và đi dọc hành lang của con thuyền. Sau đó, anh giải thoát cho Charlie đang bị nhốt trong phòng giam, và cả hai người cùng nhau tìm cách rời khỏi con thuyền. Vị trung sĩ ra lệnh nhốt giam cả hai lúc trước chính là bóng người duy nhất còn sống sót mà cả hai đã tìm thấy. Thế nhưng hắn ta hoàn toàn mất trí và cư xử điên loạn một cách khó hiểu. Joe và Charlie không hẹn mà cũng nghĩ rằng chuồng lẹ thôi, không chết vì gặp ma thì cũng sẽ chết dưới tay gã điên này. Nhưng càng đi, khung cảnh càng trở nên rùng rợn. Xác chết của những người đồng đội khác ngày càng chồng chất, chưa kể trên khuôn mặt họ đều toát ra một sự sợ hãi tột cùng. Khi đến được khu chứa hàng, thế lực bí ẩn nào đó đã tước lấy sinh mạng của cả hai. Một trong số đó chính là bóng dáng của một đứa bé trai nhìn giống hệt như con của Joe. Chiếc chiến hạm sau đó đã thả neo giữa biển khơi bát ngát, cách xa nền văn minh của con người. Sau khi chứng kiến thảm cảnh của đoàn thuyền, một người đàn ông độ chừng tuổi U50, tự xưng là The Curator, người ghi chép số phận của câu chuyện, xuất hiện. Và tất nhiên, cái số phận đó sẽ do chính chúng ta tự tạo nên. Ông ta sẽ là người ghi chép và cung cấp sự trợ giúp hoặc dọn dẹp các tai họa mà người chơi chúng ta gây nên. Thời điểm hiện tại đã là năm 2019, thời đại trước khi Corona cướp mất cái quyền được tự do tụ tập chống công cộng của loài người. Mọi thứ sẽ diễn ra xoay quanh một nhóm bạn, bao gồm Brad, Alex, Julia và Conrad. Brad và Alex là anh em ruột của nhau, và Conrad cùng Julia cũng là một cặp anh em ruột. Alex và Julia đồng thời là một cặp tình nhân. Cùng nhau, họ đã thuê một chiếc thuyền để tìm đến một địa điểm lặng, tách biệt, nhằm vui chơi nhậu nhẹt thỏa thích. Thuyền trưởng của họ là Fliss, một cô nàng cứng cáp và đanh đá. Fliss đã đánh đổi khá nhiều mới có được chiếc thuyền này để mưu sinh, và cô đặt tên cho nó là Duke of Malone. Thế nhưng cô không hề biết cái tọa độ mà nhóm khách hàng trẻ này đang hướng đến chính là địa điểm của một phế tích thời Thế chiến thứ hai. Đối với cô, việc làm chấn động đến các phế tích đó là một tội vô cùng nghiêm trọng. Không chỉ phạm pháp, nó có thể khiến cả bọn được mặc áo ngựa vằn ngồi nhà đá xé lịch. Chưa nói đến việc có thể dẫn tới các tai họa khó lường. Alex và Julia liền mở miệng hứa suông để thuyết phục cô nàng thuyền trưởng rằng họ sẽ tôn trọng các luật lệ đó. Rồi họ lặn xuống khám phá một chiếc máy bay cứu hộ đã bị bắn hạ. Oh.
Dưới lòng đại dương, Sheila liều lĩnh luồn lách vào tận bên trong xác máy bay để nhặt những món quà lưu niệm hiếm hoi. Và hành động bán bổ này sẽ sớm phải trả giá thôi. Trong lúc đôi uyên ương đang phiêu lưu dưới đại dương, ở trên thuyền cũng có một ngọn lửa tình đang dần được nuôi lớn giữa anh chàng Conrad và thuyền trưởng Fliss. Nhưng khi Conrad đang thả thính suôn sẻ, bỗng nhiên xuất hiện từ đâu ra một nhóm ba người lái cano lao đến. Conrad bức xúc khi cuộc vui của anh bị gián đoạn, cho nên anh đã hành xử như một thằng thiếu gia nhà giàu nhưng tâm hồn rã rách. Anh coi thường ba người vừa xuất hiện và thả tiền cho họ nhặt như đang cúng tiền của hồn tháng 7. Lại thêm một hành động xúc phạm khác sẽ sớm đưa cả nhóm này rơi vào đại họa. Chiếc cano sau đó tạm thời rời đi. Và cùng lúc đó, Alex vừa cầu hôn thành công với Julia dưới nước. Họ lên thuyền và cả nhóm cùng nhau mở tiệc nhậu, mừng đôi tình nhân trẻ. Trong lúc đang quẩy say sưa, Julia đem ra một cổ vật để khoe mọi người. Ở trên đó có ghi chép những con số tọa độ, cùng với dòng chữ Manchurian Gold, có nghĩa là kho vàng xứ Manchuria. Cả nhóm thích thú vì sắp khám phá ra báu vật bị lãng quên. Rồi họ tiếp tục bàn về những gì tìm thấy dưới lòng biển vừa rồi. Fliss đột nhiên tỏ ra không đồng thuận khi biết rằng Julia và Alex đã phá luật, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể cam chịu và lặng thinh. Vì dù cho cô có gửi báo cáo, chính cô cũng đã phạm luật khi không ngăn cản họ lặn xuống ngay từ đầu. Vả lại, cuộc sống sinh nhai ngày qua ngày không cho phép cô có lựa chọn nào khác. Vào khoảnh khắc tàn cuộc vui, lúc này đã giữa đêm, ba kẻ làm mặt lúc nãy vừa quay trở lại để trả đũa việc Conrad lăng mạ bằng tiền. Thực ra họ chỉ là một nhóm ngư dân nghèo khó. Ocean là thuyền trưởng của nhóm, hai tên còn lại là Junior và Danny. Bọn chúng leo lên Rocker Mullan và bắt nhóm bạn trẻ làm con tin, ngoại trừ Brad. Không như các đàn anh đàn chị lớn tuổi hơn mình, Brad biết bản thân tửu lượng khá yếu nên chỉ uống có chừng mực, không quá say xỉn. Nhờ vậy, anh kịp thời núp dưới giường để tránh bị bắt trói. Còn Alex, Julia và Conrad đều bị nhốt vào căn buồng rộng nhất của con thuyền, trong khi Fliss bị đem ra ngoài để hai thuyền trưởng đàm phán với nhau. Không lâu sau đó, Junior nghe theo lệnh của Ocean và đưa Conrad ra ngoài để tra thẩm. Nhưng cái tính khí bốc đồng và cái miệng khinh người của chàng trai giúp cho anh nhận vài cú đấm vào mặt. Cũng may khi Ocean cầm cây dao áp vào cổ, Conrad đã kịp nhận ra sự việc lúc này đã trở nên nghiêm trọng đến mức nào và khôn khéo câm miệng không dám chém gió nữa. Ocean cuối cùng cũng nhận ra được một chút ít sự tôn trọng từ thằng nhãi ranh da trắng và tạm thời cho nó sống. Hắn ra lệnh cho Junior mang nó quay trở về phòng giam. Nhưng khinh người quen thói, nể mặt thằng đại ca thì không có nghĩa là anh cũng phải nể mặt thằng đệ. Trong lúc bị áp giải về phòng, Conrad lại chọc điên Junior và bị hắn đẩy cho vồ ếch sắp mặt dưới sàn. Đó cũng chính là lúc anh phát hiện Brad đang trốn dưới gầm giường. Quay trở về phòng giam, người tiếp theo bị mang ra tra khảo chính là Julia. Alex phẫn nộ, lo lắng và gào thét. Nhưng Conrad trấn an cậu em rể rằng chúng sẽ không làm hại cô ấy đâu, vì bọn chúng vẫn còn chưa đụng đến Fliss cơ mà. Đúng như lời nói của Conrad, chẳng bao lâu sau, Julia được trả về phòng. Chúng đơn giản chỉ hỏi thăm gia phả của cô, đặc biệt là tài sản của gia đình cô bao gồm bao nhiêu con số 0. Từ đó ta dễ dàng thấy được động cơ của bọn này. Bọn chúng muốn tống tiền. Chiến lợi phẩm đầu tiên của chúng là chiếc nhẫn đính hôn của Alex vừa trao cho Julia. Và lúc này, Conrad nảy ra một ý tưởng táo bạo. Một là chơi khô máu, hai là chạy bán sống bán chết, chứ không thể ngồi im cho bọn chúng trèo đầu cưỡi cổ. Và sau đó anh quyết định đấu tranh đến cùng. Sau một màn đấm nhau gay cấn, một thằng công tử bột như Conrad chẳng thế nào là đối thủ của lũ cướp biển nghiệp dư này. Anh bị áp chế và quay trở về số phận con tin. Vào lúc này, Ocean và hai thằng đệ bỗng tìm thấy di vật ghi chép tọa độ của Manchurian Gold. Và cũng như nhóm bạn trẻ, Ocean nghĩ rằng đó chính là vàng, là báu vật, là sổ gạo xóa đói giảm nghèo cho chúng. Thế là thay vì một phi vụ cướp tài sản và tống tiền như thường lệ, Ocean quyết định biến nó trở thành một cuộc săn báu vật. Và định mệnh đẩy đưa, tọa độ trên đó đưa cả bọn tìm đến con tàu ma bị bỏ hoang từ Thế chiến thứ hai. Cho đến lúc này, tuy chưa có một ai thiệt mạng, nhưng những gì nguy hiểm nhất vẫn đang chờ đợi phía trước. Nhóm người xấu số vẫn không biết rằng họ tự bước chân vào cánh cổng địa ngục. Ocean tháo nắp động cơ của Duke Malan và mang bên mình, để đảm bảo không có bất kỳ ai trốn thoát khi không có sự chấp thuận của hắn. Ocean sau đó ra lệnh cho cả bọn lên tàu,
còn Brad lúc này vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi dưới gầm giường. Trong khi Alex, Conrad, Fliss và Julia chưa tham quan được con tàu bỏ hoang được bao lâu, họ liền bị nhốt vào một toa tàu tối mịt. Bất ngờ thay, gã Junior bỗng nhiên trao cho Alex một chiếc đèn pin rồi quay trở lại vị trí canh gác. Nhưng hắn đâu thể ngờ rằng lòng tốt đột ngột đó lại tiếp tay cho một công cuộc đào tẩu. Với cây đèn pin và ngọn đèn dầu họ nhặt được trong phòng, cả nhóm phát hiện ra một lối đi thông hơi dẫn vào một hành lang khác. Bất chấp nguy hiểm, họ cùng có chung một suy nghĩ rằng cùng nhau tìm đường ngoài đó, còn hơn là ngồi yên ở đây và chờ chết. Cả bọn bày mưu đánh lạc hướng tên Junior đang canh gác để đạp đổ lối thoát hiểm và thoát khỏi cảnh giam cầm. Cả nhóm cùng nhau băng qua hành lang tăm tối cũng như tham quan các toa tàu, cứ như đang được tham quan một bảo tàng lịch sử. Mọi bí ẩn dần được phơi bày khi họ phát hiện ra các ghi chép và hiện vật tại nơi đây. Nhưng cuộc phiêu lưu có thú vị đến mấy, họ vẫn không thể phủ nhận rằng cơ hội đào thoát vẫn là con số 0. Nếu họ không thể cướp lại cái nắp động cơ của Duke Milan từ tay của Ocean. Cũng chính vì lý do này, khi cả bọn phát hiện ra Ocean đang thăm dò xung quanh để tìm vàng ở khoang chứa hàng bên dưới, Fliss liều mình tách nhóm để nắm bắt cơ hội đoạt lại nắp động cơ. Nhưng đời không bao giờ như là mơ. Khi Ocean lơ là đặt nắp động cơ xuống, Fliss nhắm thẳng vào mục tiêu lao đến, nhưng bị gã Danny tóm lấy. Conrad và đồng bọn ở phía trên tuy chứng kiến nhưng không thể làm được gì hơn. Anh chàng Conrad xung phong muốn trở thành người hùng giải cứu cô nàng thuyền trưởng, nhưng may mắn là Alex và Julia kịp thời ngăn cản anh. Bởi nếu như manh động ngay lúc này, mọi công sức bỏ trốn vừa rồi sẽ trở thành công cốc. Xung quanh bắt đầu trở nên quen thuộc hơn. Điều này khiến cho Julia bắt đầu quậu. Rồi đột nhiên, cô hét lớn khi phát hiện ra một bóng đen đang rình rập. Tuy nhiên, chẳng ai khác ngoại trừ cô nhìn thấy cái bóng đó. Alex trấn an cô rằng chắc đó là bọn chuột thôi. Nhưng điều đó chỉ khiến cho cô bực bội hơn, bởi vì cô tự tin rằng mình không bị khùng hay hoang tưởng, và càng không muốn hai thằng đực rựa cười nhạo mình. Không bao lâu sau đó, cả nhóm đến được khu sảnh lớn của con tàu. Conrad và Alex liền thay đổi thái độ nghi ngờ sự điên rồ của Julia vừa nãy. Nơi này cất giấu 4 chiếc hòm được đóng kín và phòng ấn, cứ như thể không muốn bất cứ ai biết về nó. Có lẽ Julia thực sự không bị sợ quá hóa điên, mà con tàu này thực sự bị ma ám. Một trong những chiếc quan tài đó là xác khô của một con quái thú có đến tận 2 cái đầu. Ngay lập tức sau đó, đến lượt Alex phải hét to vì bị hù một phen hú vía. Nhưng cũng như Julia lúc nãy, chỉ riêng Alex thấy được cảnh tượng kinh hoàng đó mà thôi. Conrad lúc này cũng tự nghĩ, tại sao mình phải ở đây chăm sóc hai đứa bị thần kinh cơ chứ? Thế là anh ta quyết định lặng lẽ tách nhóm và đi tìm Fish, người tình của anh. Song song với những khám phá của ba người, Danny đang trên đường áp giải Fliss đến một khu vực giam cầm khác. Chặng đường của cả hai cũng chẳng yên lành gì, bởi vì họ liên tục gặp phải các cảnh tượng đầy ám ảnh. Hóa ra Danny còn mê tín hơn cả Fliss. Và đối với chuyện ma quỷ, thường đứa nào yếu bóng vía thì sẽ bị bắt đi trước. Danny đột nhiên thay đổi thần thái và cách hành xử. Từ hoảng sợ, hắn chuyển sang tư thế đề phòng như đang chuẩn bị đối đầu với một nguy hiểm nào đó. Trong mắt của Fliss, thằng cha này như bị nhập hồn và hóa điên, cứ chạy đi nã súng không chủ đích. Và thế là Danny mặc kệ luôn nhiệm vụ áp giải con tin. Fliss được tự do một mình tìm kiếm lối thoát. Những hành lang kế tiếp chờ sẵn Fliss cũng trở nên ma mị bất thường. Trong một hành lang ngập nước, cô bị kéo chân bởi các bàn tay thủy thủ thò lên từ bên dưới. Nếu không phản xạ kịp thời, có lẽ Fliss đã chết đuối ngay tại đây. Vừa thoát chết, con tàu ma tặng thêm cho cô combo mua một tặng một. Với một đàn thủy thủ xác sống bao vây xung quanh, Fliss hét lên trong tuyệt vọng. Nhưng may mắn thay, lũ xác sống đó tan chảy thành nước trước khi có thể gây hại cho cô. Khu vực kế tiếp Fliss bước vào đột nhiên trở nên hoành tráng và lộng lẫy, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây. Loay hoay một hồi, cô tìm được một cánh cửa dẫn ra khu vực ban công. Cô liền tận hưởng một ít không khí trong lành hiếm hoi. Đột nhiên, khi đầu óc thư thả, Fliss quay ngược vào bên trong căn phòng, nhưng mọi thứ lại trở về hiện trạng mục nát. Ở giữa phòng, Fliss phát hiện ra một hòm chứa. Thứ nằm bên trong có dòng chữ Manchurian Gold, nhưng đó chắc chắn không phải là vàng. Vậy là ước mơ làm giàu của Ocean cũng chỉ là mơ ước mà thôi.
Cùng lúc đó, nhóc Brad lẩn trốn suốt từ đầu đến giờ cũng đã chịu chui khỏi giường và tiến vào bên trong con tàu ma. Cậu lấy hết can đảm để tiến bước, hy vọng sự hiện diện của mình có thể giúp ích được cho mọi người. Nhưng càng đi, cậu càng thấy bất cứ ai mắc kẹt tại đây thì no hope về lờ ra. Số lượng xác chết được Brad phát hiện phải nói là gấp 3 đến 4 lần tổng số người trong nhóm. Tại phòng thay đồ của thủy thủ, Brad bị hù một phe mém ướt quần khi lỡ tới mấy tay chân mở một tủ đồ. Nhưng ai ngờ đó chỉ là một cái mặt nạ phòng độc, lụm được hàng ngon, ngu gì không bỏ túi. Brad mang nó theo bên mình để đề phòng. Anh tự nghĩ xác chết thì cũng chết rồi, mọi chuyện sẽ không sao, miễn là nó không cử động. Nhưng ghét của nào thì trời trao của nấy. Đột nhiên, xác của một thủy thủ treo cổ ở gần Brad, quay đầu liếc nhìn anh. Brad phản xạ một cách vô thức, nhảy xuống hầm chứa hàng bên dưới. Khi chạm đất, cậu hội ngộ với Fliss. Cùng nhau, cả hai tiếp tục chặng đường đi tìm những thành viên còn lại. Trước tiên là Conrad, thằng mê gái thích thể hiện. Cũng như Fliss và Brad, mọi thứ xung quanh anh càng trở nên phi logic vô cùng. Và khoảnh khắc đỉnh điểm của sự rùng rợn chính là lúc anh gặp được người đẹp trong ảnh poster ở ngoài đời thật. Nhưng mấy ông nhậu thường nói, gái đẹp chỉ để ngắm thôi, chứ không húp nổi đâu. Ả này hóa ra là một con ma xác sống có thể điều khiển xác vụn về chai. Conrad bắt đầu tháo chạy khỏi giấc mơ của mình. Càng chạy, người đẹp dí càng dữ, và càng dí nó càng trở nên già và xấu xí. Nó dí anh như vợ dí lương, như sếp dí doanh số, dí đến tận đỉnh của một ống khói. Tại đây, chỉ cần sơ sẩy một chút thì mất mạng như chơi. Ân trời là Conrad vẫn giữ được bình tĩnh và không hồ đồ nhảy xuống nước. Giống như Fliss lúc trước, được ở bên ngoài trời với không khí trong lành đã xóa đi cơn ảo giác trong tâm trí anh. Và đứng trước mặt anh lúc này không còn là mụ già xương khô, mà chính là cô nàng xinh đẹp anh tìm kiếm suốt thời gian qua, Fliss. Trong cơn ác mộng không điểm dừng này, ít ra Fliss và Conrad đã tìm được nhau. Hai người đã có một nụ hôn lãng mạn dưới cơn mưa bão, trước khi quay xuống hội nhóm với Brad. Còn bộ đôi Alex và Julia, sau khi biết được Conrad đã đánh lẻ, cả hai quyết định cùng nhau đi tiếp. Chỉ đến khi nào lũ ma quỷ đang rình rập trên tàu này chia lìa họ, và kẻ đó sớm xuất hiện đe dọa tính mạng của hai người. Nhưng hắn không phải là ma, cũng không phải là quỷ, mà còn tệ hơn. Đó chính là Ocean, đang hoàn toàn mất trí. Trên tay hắn là một cây búa tạ, và hắn muốn hai đứa nhảy ranh trước mắt phải chết. Trong lúc Alex và Julia chạy băng qua một đoạn cầu nối yếu ớt vì hoang rỉ theo năm tháng, Ocean dùng búa đập gãy một đoạn để cả hai rơi xuống một hố nước. Dưới đó, Julia bất ngờ thấy mình quay trở về chiếc máy bay cứu hộ lúc sáng. Khi cô bơi đến gần vị phi công xấu số, tên này bỗng đeo trên mặt một bộ dạng vô hồn nhưng giống hệt như vị hôn thê Alex của cô. Julia liền trồi lên mặt nước và gặp lại Alex thật, đang chờ cô cùng nhau bơi lên bờ. Tưởng đâu thoát nạn, nhưng cuộc chơi hóa ra chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ocean thừa biết hai tên nhóc này là dân lặng, nên chúng sẽ không dễ dàng chết chìm. Hắn bỏ cây bố tà và bơi theo đối uyên ương. Ocean nhặt cây dao găm làm vũ khí và từ tốn dí theo Alex cùng Julia đang hoảng loạn. Lúc này chỉ cần một bước sai lầm, một trong hai hoặc cả hai đều sẽ chết. Với sự tự chủ và niềm tin vào trực giác của bản thân, Julia dẫn dắt và đưa cả hai thoát chết trong tích tắc. Sau đó tại bon tàu trên chiếc chiến hạm, cả năm người bạn của chúng ta đều sống sót và tập hợp lại với nhau. Họ chia sẻ với nhau những gì họ đã trải nghiệm trên con tàu chết chóc này. Và thông tin quan trọng nhất chính là từ Fliss, khi cô cho cả nhóm biết rằng Manchurian Gold không phải là vàng, mà đó chỉ là tên của một loại chất hóa học đang rò rỉ khắp toa chứa hàng. Lúc này họ nảy ra ý tưởng sử dụng cái đài radio của thuyền để liên lạc với đất liền hay các con tàu lân cận. Đó là một ý tưởng vô cùng sáng suốt. Ít ra họ sẽ có được một tia hy vọng khi có thể giao tiếp với một ai đó ở đầu dây bên kia. Tuy nhiên, nguồn điện của đài radio bỗng nhiên bị cúp. Để có thể nhanh chóng kết nối với đất liền ngay khi có lại điện, họ chia thành hai nhóm. Một nhóm bảo vệ máy radio, một nhóm còn lại đi tìm chiếc máy phát điện trên tàu. Brad và Julia là hai người đảm nhiệm vai trò đi kích hoạt nguồn điện. Trên đường, Brad bỗng hét lên vì giật mình khi nhìn thấy một bóng người màu đen. Nhưng nét mặt tỉnh bơ của Julia cho thấy rằng chẳng có ai ở gần đó ngoài hai người.
Thế là Brad đã nghĩ ra một giả thuyết để giải thích mọi sự kỳ quái diễn ra tại chốn này. Đó là Manchurian Gold là một loại vũ khí hóa học được phát minh ra tại Trung Quốc. Nó có khả năng khiến cho con người bấn loạn tinh thần và rơi vào cơn ảo giác triền miên. Đó chính là lý do vì sao các thủy thủ đều sợ việc phải canh gác kho chứa hàng. Và khi nó ảnh hưởng đến toàn bộ thủy thủ đoàn tại đây, chẳng còn ai đủ tỉnh táo để lái tàu. Thậm chí họ còn tự bắn hạ luôn chiếc máy bay cứu hộ do họ gọi đến, chỉ vì họ nghĩ rằng đó là thứ gì đó rất nguy hiểm muốn tấn công con tàu. Với bức tranh giờ đây đã rõ ràng hơn hẳn, cả hai tự tin tiếp tục tiến bước để kích hoạt lại nguồn điện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Julia và Brad tìm thấy một bộ dụng cụ lặn. Brad quyết định mang theo nó, bởi vì anh nghĩ rằng sẽ có ích khi phải băng qua các khu vực đã bị chìm trong nước. Kế đó, họ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khi Ocean tự tay giết chết thằng đệ Danny. Ocean giờ đây đã lạc quá sâu vào cơn ảo giác, khiến cho hắn tin rằng tất cả những người trên tàu đã tìm thấy vàng, nhưng không chia sẻ cho hắn. Julia liền tận dụng thời cơ nhặt chiếc nhẫn cưới trên tay của Danny, nhưng ngay lập tức bị Ocean phát hiện. Một trận mèo bắt chuột lại diễn ra. Lần này chỉ cần bình tĩnh và giữ được cái đầu lạnh, bộ đôi có thể thoát được sự truy đuổi của Ocean. Nhưng vừa tránh được quả dưa thì lại gặp quả dừa. Từ đằng sau, Junior dí súng vào cả hai. Tên này đã quá chán ngán cảnh tượng bị các luồng khói màu vàng làm cho mọi thứ vặn vẹo biến hình. Junior tự rút ra kết luận rằng nếu hít phải thứ khói độc đó sẽ chẳng khác nào rước họa vào thân. Hắn nghĩ bản thân cũng đã lỡ hít phải đám khói mù đó và chúng sẽ bắt đầu giết hắn từ bên trong cơ thể. Cho nên hắn định dùng súng tự tử. Nhưng may thay, Brad và Julia đã xử lý thành công tình huống căng não với Junior và ngăn cản một cái chết lãng xẹt nhờ có bộ dụng cụ lặn mà họ mang theo. Khí oxy trong máy thợ lặn có tác dụng như bầu không khí trong lành bên ngoài. Nó thông não cho Junior và giúp cho hắn bình tĩnh trở lại. Còn ở bên trên, Alex đã chán ngán cảnh phải chờ đợi và quyết định đi tìm thêm manh mối để giúp cả nhóm. Nhưng chưa đi được bao xa, anh chạm mặt Ocean, kẻ đang điên loạn hơn bao giờ hết. Trên tay hắn là cái nắp động cơ, cho nên anh gọi Flash xuống viện trợ. Nhưng cuối cùng, Alex cũng buộc phải tự thân giải quyết chuyện này, khi mà Flash không thể vượt qua một cái hố lớn và phải đi đường vòng. Còn Ocean, sau một hồi phẫn nộ đập phá khắp nơi, hắn cuối cùng cũng đã đến hạn chết. Có lẽ là do hít quá nhiều khí độc, cộng thêm tình trạng ngáo thuốc, khiến cho hắn bị nhồi máu cơ tim mà chết. Alex phát hiện ra xác của Ocean đang bị lũ chuột tận dụng để mở đại tiệc. Và cũng may là cái nắp động cơ vẫn còn nguyên. Alex nhặt nó và chuẩn bị quay về báo tin mừng. Nhưng đợi sẵn anh ở cửa ra chính là một con quái vật hai đầu. Không lẽ bộ xương khô trong quan tài đã sống dậy và trả thù những ai đã đặt nó lên con tàu này ư? Rồi ngay sau khi chạm mặt, một con chuột lòi đầu ra từ bụng của Alex. Điều kỳ lạ ở đây là nó trông rất thật, nhưng Alex lại không cảm thấy đau đớn. Có chút bối rối, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh và tránh làm chuyện manh động. Con quỷ hai đầu đó tận dụng cơ hội cướp lấy cây dao găm trên tay Alex và đẩy anh vào tư thế bông cúc nở hoa. Anh cất tiếng van xin để giữ lấy trinh tiết của mình, nhưng vô dụng. Bởi vì vốn dĩ, chẳng ai thèm cái trinh tiết bông cúc của anh cả. Và con quỷ đó là nữ, chứ không phải nam. Hóa ra đó chính là Flish. Sau khi chạy đường vòng, cuối cùng cô cũng đã bắt gặp được Alex. Và suýt chút nữa, một trong hai đã phải thiệt mạng nếu như Alex trở nên quá manh động vì ảo giác. Với cái nắp động cơ trên tay, cuối cùng thì sau một đêm dài lắm mộng, cả nhóm bạn lẫn Junior đều đã an toàn thoát khỏi con tàu ma quái. Vậy bài học được rút ra sau cái đêm định mệnh này, chắc không quá nhiều đâu, nhưng ít nhất, họ sẽ biết ơn và quý trọng mạng sống của mình. Conrad thì vẫn ung dung uống bia thư giãn. Fliss thì có thêm một cái cớ để câu có với những vị khách tuy giàu nhưng thiếu ý thức. Brad thì vẫn bối rối vì những gì anh thấy bên trong con tàu kia quá chân thực. Còn Alex và Julia thì có lẽ trân trọng mối tình của họ hơn, sau khi vừa cùng nhau thoát khỏi vòng tay tử thần. Sau đó, ông lão Curator xuất hiện để chúc mừng người chơi của chúng ta. Và ông tóm gọn lại rằng, bài học lớn nhất từ câu chuyện này chính là nhân quả. Mọi hành động đều xuất phát từ lý trí hay con tim đều có hậu quả riêng của nó. Nhưng đây sẽ không phải là lời chào vĩnh biệt, bởi vì chúng ta sẽ gặp lại ông ta trong phần game Little Hope.
Giờ thì anh em đừng quên subscribe cho kênh và like video này để có thể cập nhật video mới sớm nhất nhé. Cũng như comment cho Maximum biết ý kiến của bạn và gợi ý game tiếp theo nha. Bye bye! So out of nowhere, this thing just sent out an SOS. Guess we got a real live ghost ship here. Whoa. What the hell is this?